Thưa sư, nhiều người làm thiện nhưng họ lấy thịt chúng sanh làm đồ ăn để làm từ thiện. Con thấy từ thiện là việc tốt nhưng đó là hại mạng của chúng sanh khác nên con không hoan hỷ việc đó lắm. Thưa sư, việc con không hoan hỷ đó có sai không? Vì con thấy các sư, các thầy hoặc những người ăn chay trường họ vẫn làm từ thiện bằng đồ chay đó thưa sư. Con không bao giờ hoan hỷ việc làm nào mà tổn hại chúng sanh dù là một con kiến. Quý vị quá tô hồng cái đời sống này. Quý vị đã bao giờ nhìn những cái người nông dân họ ra đồng chưa? Đã bao giờ nhìn những người trồng cây ăn quả chưa? Quý vị có còn nhớ khi mà Bồ Tát ấy dự cái lễ hạ điền không? Những người nông dân ấy khi họ cày bao nhiêu con trùng nó bị chết. Rồi những con nào mà nó không chết, may mắn nó sống sót, cái đất nó lật lên, thì đang yên, đang ổn, bị phơi ra ánh sáng cho những con chim nó bắt, nó ăn. Thì quý vị nghĩ đó, cái chuyện mà cày cấy nó có ảnh hưởng đến sinh mạng chúng sanh khác hay không? Rồi cho đến khi cây trái, cây lúa nó trổ đồng, đến mùa gặt hái, người nông dân trong suốt giai đoạn đó, đó họ có phun thuốc trừ sâu hay không, họ có bắt ốc giết hại mấy con ốc hay không? Rồi những cái vườn trái cây, những người chủ vườn trái cây họ có phun thuốc trừ sâu hay không? Thì như vậy đó, quý vị nghĩ đi, một cái chén gạo trắng phải có được nó đó, người nông dân phải giết bao nhiêu con sâu mới có được một chén gạo trắng cho quý vị ăn. Để có được một bó rau, người nông dân phải giết bao nhiêu con sâu để có được bó rau cho quý vị ăn. Để có được một cái cây, người nông dân, người làm vườn phải giết bao nhiêu con sâu để có được cái trái cây đó. Nếu như quý vị suy nghĩ theo cái cách đó đó thì chỉ có nước nhịn đói thôi, và đó là một cái kiểu suy nghĩ cực đoan. Đức Phật không khuyến khích như vậy. Thành ra đó, cái miếng thịt cũng y chang như vậy thôi. Tất cả các cái hành động mà làm hại đến sinh mạng của chúng sanh khác là những người nông dân trồng lúa, trồng rau, trồng cây ăn trái, những người đồ tể giết mổ. Đó là những người tạo nghiệp. Xét về nghiệp và quả của nghiệp, họ tạo nghiệp như nhau. Thậm chí đó, người nông dân họ có thể tạo nhiều nghiệp hơn. Bởi vì đó, cái số lượng sâu mà họ giết, số châu chấu, số ốc sên, nó nhiều hơn người đồ tể rất là nhiều. Nhưng mà đó là nghiệp mà họ sẽ trả. Nó không dính dáng gì đến những người mua lúa, mua gạo về ăn, mua rau về ăn, mua trái cây về ăn và mua thịt về ăn. Dưới con mắt trí tuệ của Đức Thế Tôn thì tất cả những hành động đó là như nhau. Thật ra đó, Đức Phật dạy như thế này.
có loại hoàn toàn thanh tịnh mà chư tăng được quyền ăn, mà người cư sĩ được quyền mua, được quyền sử dụng. Đó là gì? Không thấy, không nghe và không nghi con vật đó vì mình mà chết. Cái khái niệm vì mình mà chết là như thế này. Ví dụ như một người cư sĩ đi ra chợ, thấy một con gà đang sống, chỉ con gà đó, nói là tôi đi một vòng, tôi sẽ trở lại. Thì người bán hàng biết ý, giết con gà. Thì như vậy đó, vì cái lời nói, vì sự gợi ý, hoặc là nói chung là vì cái người cư sĩ đó mà con gà nó chết, thì mới là vì mình mà chết. Còn những trường hợp mà thịt đã làm sẵn thì dưới con mắt trí tuệ của Đức Thế Tôn, nó cũng giống như một bó rau đã bày bán, một cái bao gạo đã bày bán, không khác gì nhau, không khác gì nhau chứ. Thành ra đó, đối với những cái trường hợp mà quý vị làm phước, quý vị muốn ví dụ như làm thực phẩm, mà quý vị muốn cái thực phẩm đó đó nó có chất lượng, quý vị muốn mua thịt thì có một sự gợi ý là nên đi ra siêu thị, nên đi ra chợ mà mua những cái thịt mà người ta đã chế biến sẵn, đã làm sẵn đấy, quý vị mua về thì cái nghiệp đó nó hoàn, cái thịt đó là thịt hoàn toàn thanh tịnh. Thành ra đó, không phải lo, không phải lo cái chuyện đó. Và quý vị nên hiểu là cái chuyện mà mua một cái miếng thịt đã được làm sẵn, nó cũng y như mua một bó rau, y như mua một cái trái cây, và nó không có làm hại đến chúng sanh khác. Còn nếu quý vị mà muốn suy cho nó xa đó, thì nên hiểu rằng ngay cả người nông dân họ vẫn xâm hại đến sanh mạng chúng sanh khác để có được hạt gạo, để có được bó rau, để có được cái trái cây, và đó là cái nghiệp của họ, họ phải chịu, họ đã làm thì họ phải chịu, và nó không dính dáng gì tới mình ha. Thành ra đó, giữ giới, ăn uống thì coi chừng, không khéo á, mình thành cái thái độ cực đoan mà ở thời Đức Phật á, gọi đó là những người Ni Gan Thá, Ni Kiền Tử đó. Quý vị biết là những cái người mà Ni Kiền Tử đó, họ cực đoan đến mức á, là họ không mặc quần áo, bởi vì họ nghĩ rằng tôi còn mặc quần áo, tức là người ta còn phải dệt vải, rồi người ta còn phải nhuộm vải, thì cái chuyện mà làm ra vải nè, dệt vải nè, nhuộm vải nè, nó sẽ ảnh hưởng đến sanh mạng của chúng sanh khác. Cách đây rất là lâu, nó có trường hợp là một cái nhà máy dệt ấy, họ đổ thuốc nhuộm xuống sông và hại chết cả một dòng sông, rất nhiều những con này con kia. Cho nên cái thuốc nhuộm đó nó cũng hại ghê lắm. Thì những người đi kiền tử họ có suy nghĩ như vậy, cho nên là họ không mặc quần áo. Đấy. Rồi họ cũng không nhận bất kỳ thức ăn nào hết, mà họ chỉ đi vào rừng, họ lượm những cái trái nào đó, cây chín nó rụng xuống, thì họ mới ăn thôi. Rồi họ tìm những cái chỗ mà mấy cái con thú lớn á, mấy con thú lớn nó ăn xong một cái xác chết á, một cái mồi của nó đó, nó thừa lại những cái mẩu thịt thừa, thì họ dùng cái đó họ ăn. Chứ còn ngoài ra là họ không nhận bất kỳ cái gì hết.
Nhưng mà cái đó là một cái thái độ cực đoan, thái độ cực đoan. Mà trong kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật nói là nên tránh hai thái độ cực đoan. Nên tránh: một là lợi dưỡng, hai là khổ hạnh. Hai thái độ đó nó không dẫn đến kết quả. Riêng về cái đồ chay đó, sư không có phản đối. Rất nhiều vị học đạo với sư họ với ăn chay thôi. Sư không phản đối, nhưng mà sư nhắc quý vị một điều như thế này nè: cái kiểu ăn chay của người Việt mình rất là hại sức khỏe. Đó là ăn những cái món được chế biến sẵn mà nó thẳng ra là toàn bị căng không à, bị căng rồi họ ướp gia vị, họ tẩm gia vị đó, họ chế biến thành món này món kia, phải nói là nó rất là độc hại. Có Phật tử họ cúng dường cho sư cái gì, nói chung là nhiều món lắm mà là toàn là bị căng không à, sao không có dùng, tại thấy nó ăn cái đó nó hại, nó độc nhiều hơn lợi. Mình sẽ ăn cái gì? Ăn rau, ăn củ, sẽ ăn nhiều rau, ăn nhiều rau, sẽ ăn nhiều rau củ lắm. Luộc, và sư làm chỉ đơn giản thôi, luộc. Sư nhờ đó những cái vị mà chế biến thực phẩm làm ơn làm phước giùm sư, luộc thôi, chỉ luộc thôi. Xào sư không ăn, kho sư không ăn, chiên sư không ăn, chế biến các món sư không ăn, luộc thôi. Chi vậy? Nó đơn giản, tất cả các món chỉ có món luộc là đơn giản nhất. Nấu nồi nước quăng vô, đi đâu đó bấm giờ, nó quay trở lại vớt ra là xong, không có phiền hà. Mà cái đồ luộc á thì nó cũng tránh được rất là nhiều những cái đồ nếm gia vị. Xin thưa là nhiều người họ thích bỏ gia vị, mà những cái thứ đó lại là độc hại. Cứ ăn nguyên chất, ăn nguyên mẫu, khỏi phải nêm nếm, khỏi phải gia vị gì hết. Thì cái đó là lành mạnh. Ừ, ăn rau củ là lành mạnh. Chứ còn mà ăn ba cái thứ mà chế biến sẵn á, quý vị thấy như vừa rồi cái món pate chay đó, chết biết bao nhiêu người. Ừ. Rồi những cái món mà đồ chay mà đóng gói đó, rồi dồi bỏ trong đó, do đâu? Thành ra cái kiểu ăn của người Việt mình, kiểu ăn chay người Việt mình rất là hại sức khỏe, phải tránh. Đấy, thậm chí bây giờ cái món đậu hũ á, có đôi khi là tôi cũng rất là e dè, bởi vì đậu hũ mà làm mà nó nhiều người bây giờ đậu hũ họ bỏ hàn the vô không à, hoặc là họ ngâm họ có cái chất gì đó để cho đậu hũ nó mau đông đi, ra cũng ngại lắm. Bây giờ đồ ăn cũng có chất nhiều, cứ rau củ là chắc cú khỏe mạnh, cho nên sẽ ủng hộ cái chuyện ăn nhiều rau củ ha. Còn ba cái đồ chay đó thì thôi miễn đi.